quá nhiều năng lượng, cho nên hãy sử dụng năng lượng đó. Nguyễn Quỳnh Như, năm trước em là cá nhân tốt nhất ở Cần Thơ, đúng không? Năm nay em được câu hỏi làm lại. Chúc mừng em. Một điều khá bất ngờ là múa đương đại lại là thể loại được các thí sinh miền Tây Nam Bộ lựa chọn nhiều nhất. Đến với cuộc thi năm nay thì tụi em mang một phong cách mới cho Bukit City là môn khiêu vũ. Thì tụi em đã tập luyện cũng khá là lâu, nhưng mà đến với cuộc thi này thì tụi em hy vọng là cái thể loại của tụi em sẽ được đón nhận nhiều hơn là các năm ngoái. Tây Ban Nha và Argentina, và đây là một bài múa đa quốc gia. Tôi khuyến khích các em làm cái mới, tôi khuyến khích chiều nay các em bước vào một bài biên đạo mới rồi sao? Anh nghĩ là năm nay là năm đầu tiên là cũng anh thấy có một nhóm như bọn em tham gia với chương trình với một tiết mục đương đại, và anh thấy là bọn em đã thể hiện rất là tốt. Chương trình năm nay rất là đặc sắc và phong phú, là chương trình mở rộng để cho tất cả các thể loại có thể tham gia. Vì vậy tụi em muốn thể hiện mình trong thể loại múa đương đại. Đương đại thì tụi em đã cảm thấy thích từ rất lâu rồi, và tụi em cũng chỉ mới tập đây thôi, nhưng mà tụi em rất là tự tin để mà trình diễn trước ban giám khảo. Hoa kim bê rất đẹp. Ok, cái feel, cái cảm xúc của tụi em rất tốt. Hôm nay thì có thắng hay là thua thì cũng không còn quan trọng nữa, tại vì tụi em nghĩ tụi em đã cố gắng hết sức mình, điều đó đã làm cho chúng em vui rồi. Unlimited.